Mỹ, Anh, Pháp dọa ăn tươi nuốt sống Syria, liệu có phải quả bom nguyên tử xịn ngòi? Sau tuyên bố đầy cứng rắn của Tổng thống Trump, tưởng như việc Mỹ và đồng minh tấn công Syria sẽ diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại không như vậy. Những động thái mới đây của Tổng thống Mỹ cũng như từ phía Nga và Syria cho thấy quả bom chiến tranh ở Syria dường như đang được tháo kíp. Những tuyên bố cứng rắn như quyết định cuối cùng sẽ có trong 24 đến 48 giờ tới. Tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa vào Syria của Tổng thống Donald Trump và giới chức Mỹ trong mấy ngày gần đây liên quan tới cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường ở thị trấn Duma, đông Guta. Về phần mình, Nga và Syria cũng đưa ra tuyên bố rằng đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Cuộc đấu khẩu kết hợp với động thái triển khai phương tiện chiến đấu đã khiến không khí chiến tranh tưởng như cận kề. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi. Điều quan trọng là sau những tuyên bố đó, giới chức quân sự Mỹ phải đau đầu tìm phương án tác chiến tối ưu khi đối thủ không chỉ là Syria mà còn là Nga, Iran. Đây là ván bài quân sự mà Mỹ và đồng minh không chắc thắng, giống như những lần can thiệp quân sự trước đây vào Libya, Iraq, Afghanistan, v.v. Ngoài ra, trước những lời cảnh báo sẽ đáp trả của Nga nếu Mỹ và đồng minh tấn công Syria, có ai dám chắc cuộc chiến sẽ không vượt ngoài tầm kiểm soát và biến thành cuộc chiến toàn diện, thậm chí là tấn công trả đũa hạt nhân? Đều là hai siêu cường sở hữu kho vũ khí hạt nhân đủ để hủy diệt sự sống trên bề mặt trái đất tới vài lần. Trong quá khứ, Mỹ và Liên Xô, Nga được coi là người kế thừa của Liên Xô, chưa bao giờ xung đột trực diện, kể cả trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất ở Cuba, Cận Đông hay Trung Quốc. Cả hai bên đều hiểu nếu xảy ra chiến tranh toàn diện sẽ không có ai chiến thắng cả. Vậy, đối với Washington, Syria có phải là vấn đề sống chết liên quan tới vận mệnh của nước Mỹ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Một điểm đáng chú ý nữa là từ khi nắm quyền người đứng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã xử lý nhiều vấn đề quốc gia như người điều hành tập đoàn kinh tế. Chiến tranh cũng giống như đi làm kinh tế và ông Donald Trump chắc chắn không muốn nhận thua thiệt về mình. Vấn đề chính là sau những tuyên bố lên gân và động thái chuẩn bị quân sự nhưng không mang lại hiệu quả, Mỹ và đồng minh cần có lý do để xuống thang trong danh dự và êm thấm. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng tại Syria, trong ngày 11 tháng 4, một thông tin có thể không khiến nhiều người chú ý, đó là việc Nga và Syria tuyên bố phát hiện phim trường bao gồm đầy đủ đạo cụ của Tổ chức Mũ Trắng, một tổ chức phi chính phủ chuyên thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo tại Syria. Phim trường này được thiết kế để tạo ra các cảnh quay tấn công bằng vũ khí hóa học hay thảm kịch nhân đạo, sau đó đổ lỗi cho chính quyền Syria. Phim trường này được phát hiện tại thị trấn Saba, nằm cách không xa Duma, đông Guta. Ngoài ra, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga cũng đề xuất phương án cho đoàn chuyên gia tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCVK tới Duma điều tra và kết quả đệ trình Liên Hợp Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Cũng trong ngày 11 tháng 4, khác với những tuyên bố cứng rắn thường thấy về tình hình Syria, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đăng tải trên Twitter cá nhân rằng quan hệ giữa chúng ta với phía Nga đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, thậm chí còn có phần hơn cả thời chiến tranh lạnh. Điều đó là không cần thiết. Nga cần sự giúp đỡ của chúng ta trong lĩnh vực kinh tế hơn. Điều đó thật dễ dàng và chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau. Cuộc chạy đua vũ trang nên dừng lại. Đây là dòng trạng thái đầy bất ngờ sau những tuyên bố ăn tươi nuốt sống Nga và Syria trước đó của ông Donald Trump. Rõ ràng, những thông tin Nga và Syria đưa ra và phản ứng của Tổng thống Mỹ có thể là tín hiệu hạ nhiệt của quả bom chiến tranh. Ở kịch bản thuận lợi nhất, Nga và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận cho phép đoàn chuyên gia của OPCVK được tiếp cận Duma với kết quả không tìm thấy vũ khí hóa học. Tiếp đó, vật tế thần Tổ chức Mũ Trắng sẽ được quy kết làm giả cuộc tấn công hóa học nhằm vào thường dân tại Đông Guta. Kết quả trên sẽ giúp các bên xuống thang căng thẳng trong hòa bình và danh dự. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về tình hình Syria. Thưa quý vị, vào hôm 12 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục tiến hành phiên họp kín để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự đối với Syria. Trong lúc này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục bế tắc trong vấn đề Syria. Hai phiên họp khẩn liên tiếp trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4 đã không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào liên quan tới việc điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Và trong ngày 12 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục tiến hành phiên họp kín để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự đối với Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên Twitter lời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria. Phiên họp này được tiến hành ngay sau cuộc thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ theo giờ New York, tức là 9 giờ tối ở Việt Nam. Trước đó, trong hai phiên họp khẩn, Hội đồng Bảo an đã tiến hành bỏ phiếu 3 dự thảo nghị quyết liên quan đến vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học, song cả 3 dự thảo đều không được thông qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự lo ngại về bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vấn đề Syria. Ông Guterres thông báo đã triệu tập 5 đại sứ của 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Mỹ,
Anh, Pháp và Trung Quốc để nhấn mạnh những quan ngại sâu sắc của mình về thế bế tắc hiện nay, đồng thời nêu bật sự cần thiết tránh để tình hình Syria vượt tầm kiểm soát, đồng thời khẳng định các nước phải nỗ lực để chấm dứt những nỗi thống khổ kinh hoàng mà người dân Syria đang phải chịu đựng. Dọa tấn công Syria, Trump phá vỡ triển vọng làm bạn với Putin. Quý vị và các bạn thân mến, Politico dẫn lời Michael Carpenter, cựu quan chức cấp cao về Nga thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama nhận xét, những lời đe dọa không kết Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy ông vào một tình thế xung đột mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài tuần sau khi ông gọi điện chúc mừng ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư, mời lãnh đạo nước Nga tới Nhà Trắng. Và cuộc xung đột này đang được mang tới gần hơn nhờ các dòng tweet mới nhất từ ông chủ Nhà Trắng. Hồi năm 2016, trong chiến dịch tranh cử, Trump nhiều lần nhấn mạnh Nga và Mỹ có thể bắt tay xử lý cuộc khủng hoảng Syria. Hôm qua trên mạng xã hội Twitter, ông cảnh báo Nga hãy sẵn sàng bởi tên lửa Mỹ sẽ tới Syria. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng mối quan hệ giữa Washington và Moscow đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay, vượt cả thời kỳ chiến tranh lạnh. Căng thẳng giữa Nga và Mỹ bắt đầu nóng lên từ hôm 7 tháng 4 sau cáo buộc quân đội chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công hóa học ở thị trấn Duma, đông Ghouta, khiến khoảng 70 người thiệt mạng. Mỹ và đồng minh cương quyết đổ lỗi cho Syria về vụ tấn công. Ông Trump đe dọa sẽ khiến Damascus phải trả giá đắt. Tuy nhiên, Nga và Syria phủ nhận các cáo buộc, nói thông tin về vụ tấn công là giả mạo. Ngày 11 tháng 4, kênh truyền hình RT của Nga đăng một bài bình luận kèm video gợi ý rằng Tổng thống Trump muốn không kích Syria chỉ vì những lý do chính trị. Bài viết đặt câu hỏi, Tổng thống Trump, người từng lên tiếng chỉ trích hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria, đã lên Twitter để cảnh báo Damascus và Moscow về những tên lửa thông minh đang tới. Liệu mức độ tín nhiệm bết bát của Trump có phải là nguyên nhân dẫn tới sự đảo ngược chính sách gây choáng váng này không? Như là dấu hiệu cho thấy sự xa cách trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, một kênh truyền hình nhà nước Nga đã hủy phát sóng cuộc phỏng vấn với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry, người kêu gọi Washington và Moscow đối thoại nhằm tránh những xung đột không mong muốn. Phóng viên phỏng vấn ông Perry viết trên mạng xã hội rằng trước bối cảnh cuộc khủng hoảng Syria sôi sục như hiện nay, chương trình này có vẻ khá mâu thuẫn và cuộc phỏng vấn sẽ được phát vào dịp khác. Trong khi đó, Hội đồng các vấn đề toàn cầu hôm 10 tháng 4 thông báo một sự kiện dự kiến diễn ra ở Washington vào tuần tới có sự tham dự của đại sứ Nga tại Mỹ sẽ bị hủy. Theo một số nhà quan sát, nếu Mỹ phóng tên lửa vào Syria, nguy cơ chạm trán trên chiến trường là hiện hữu. Tình hình đã đủ tệ, nhưng có thể còn trở nên xấu hơn nếu tên lửa Mỹ khiến các binh sĩ Nga thiệt mạng, đẩy căng thẳng lên cực điểm và bùng phát thành một cuộc đối đầu trực diện. Song hiện vẫn có những tiếng nói lạc quan, tin rằng kịch bản đối đầu trực diện Nga-Mỹ khó lòng xảy ra. Ông Quayen Anzeat, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng làm việc về chính sách Syria, cho hay người Nga luôn cố gắng tìm cách lấn át Mỹ ở Syria và khiến Mỹ sợ hãi trước bất kỳ hành động có ý nghĩa nào. Ông nhấn mạnh, dù luôn tồn tại khả năng xảy ra những tính toán sai lầm, cả người Nga lẫn người Mỹ đều không muốn một cuộc đối đầu trực diện. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Trump qua những phát ngôn của mình cho thấy ông khá chắc chắn với kế hoạch tấn công đáp trả Syria. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm qua cho biết Washington vẫn đánh giá thông tin tình báo. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cũng khẳng định Tổng thống Trump chưa có quyết định cuối cùng về kế hoạch tấn công Syria. Philip Gordon, cố vấn hàng đầu về Trung Đông cho cựu Tổng thống Mỹ Obama bình luận, Tổng thống Mỹ tỏ ra không nhất quán về vấn đề này và những dòng tweet của ông ấy hôm nay thể hiện rằng Trump có lẽ bị chi phối bởi cảm xúc và cái tôi nhiều hơn là một chiến lược chặt chẽ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những video mới nhất từ channel.